cá này kia nó có phước chứ. Thả chim cũng có phước, thả chim cũng như là mình này gián tiếp là mình kêu mấy mấy cho thả rồi mấy người khác người ta bắt lại cái này vậy đó. Làm gì là tội thêm cho ông phước. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Dạ. Có người mua thì mới có người bắt, có người dân. Và do đó đó thì người mua sẽ khích lệ và gián tiếp cho người bắt đó, tiếp tục gieo cái nghiệp xấu này. Đó là chuyện mà chúng ta không thể phủ định. Tuy nhiên về nhân quả đó, trong lúc người thả đó đâu có dụng ý đó đâu. Họ chỉ muốn là gieo hạt giống từ bi, mang tình thương đến những cái cảnh khổ đau chim lòng cá chậu đó. Cho nên phước đó nó sẽ được tăng trưởng theo cái dụng tâm này. Do đó người phóng sinh thì được phước, mà người dân bắt thì bị tội. Là hai cái đó nó là một cái quy luật diễn ra đồng một lúc thôi, nhưng không thể bị bù trừ lẫn nhau. Người ta lý luận là nếu không có mua ai bắt, thì câu trả lời là ai không nhờ dạy chịu. Người ta thả ta được phước thì ai bị mình bắt chứ mình có tội không? Có nhiều cái nghề làm không có tội, tại sao không làm mà phải chui vô cái nghề vậy, dướng nghiệp vào thân để làm gì? Tuy nhiên để cái việc mà làm phúc trong phóng sanh được tốt đó, ta đừng có đặt hàng. Nhiều người ta nghĩ là phóng sanh cá nó rẻ tiền, nhưng là những cái con cá trê cá lóc nó mạnh cùi cùi mà mua vài trăm con nó chỉ có vài chục ngàn đồng, nó rẻ hơn là chim một con đến 3-4 ngàn, có đây bán 5 ngàn. Bây giờ mua cá nhiều như thế làm sao mà người ta có sẵn đâu mà mua, nên phải đặt hàng. Mà đặt hàng như vậy đó là suối người ta bắt, dầu không có dụng ý suối nhưng mà nó mặc nhiên dẫn đến cái tình trạng kéo theo. Và do vậy cái phước của cái việc mà đặt hàng cho người ta bắt chim bắt cá là không có giá trị, thì cái đó nó là trở nên là xấu. Còn phóng sanh nó diễn ra với cái thức như thế này, ta tình cờ gặp và thấy rất rõ là cái mạng sống của chúng đang bị đe dọa, cho nên là mình thả liền ngay lập tức chứ không cần phải đem về chùa. Có những người mê tín á, phải mang về chùa chờ đến tụng kinh cúng ngọ, đem về chùa vào lúc 8 giờ, tụng kinh cúng ngọ vào lúc 10:30, là lúc mà cúng xong là buông ra con chim nó ngắt ngửi muốn chết rồi. Nhiều cái lồng chim nó chật hẹp, con này nó đè đầu cỡ cổ con kia, cá đó thì để gần như là không có chỗ để nó bơi, nó đè lên nhau thôi, nước nó là san sát nhau vậy đó, hỏi chứ làm sao mà sống nổi. Như vậy đó là phóng sanh không có nghệ thuật, nó dẫn đến là phóng tử, thả ra là nó đã chết hết à. Thì cái phước đó là của hổng cao. Trong khi cái tự do nằm trong bàn tay của mình mà mình phải kéo nó thêm 3-4 tiếng nữa, gần chết rồi mới thả, thì phước làm sao có. Thế là thả đó không cần phải tụng kinh, chim có biết nghe kinh gì đâu mà tụng. Thực tế mình nói nó chẳng biết cái gì đâu. Thì quý vị có thể làm cái công việc cầu nguyện cho nó để mở rộng lòng từ bi. Thế thì mình đứng trước cái lòng chim, ngay cái chỗ bán chim, chỉ nhẩm trong tâm thôi: này các bạn chim, các bạn nên hiểu rất rõ là cái nghiệp chim lòng cá chậu là khổ lắm, mất tự do. Tôi là một người Phật tử được khích lệ nuôi dưỡng lòng từ bi, cho nên tôi rất có được cái đồng cảm về sự khổ đau của các bạn. Ngày hôm nay đó tôi dành một số tiền này để mong các bạn được hạnh phúc trở về thế giới trời xanh của các bạn, và mong sao đó sau khi cái động tác mở lòng chim này là các bạn sẽ không còn bị trở lại cái nghiệp này lần thêm một lần thứ hai, và sau trút bỏ cái xác phàm của nghiệp chim này đó, các bạn đó đào thai làm con người gặp được Phật pháp, ta nhẩm cái đó thật là mạnh, tập trung thật là cao độ. Chứ đừng có đó phóng sanh này để cầu nguyện cho cha tôi, mẹ tôi, cái đó là mặc cả nhân quả, không có tốt. Chứ phóng sanh là tự động cái phước về mạng sống và tuổi thọ đó, nó đến với mình thôi. Nó ra một cách rất là tất yếu. Và ta thả liền ngay lập tức. Cá cũng như thế, nếu cho nó có sông nước là đem ra cho nó thả liền. Và cầu nguyện một cách tương tự. Chứ nó có nghe kinh gì được đâu. Âm thanh á, giữa mình á, với một cái người ngoại quốc, mặc dù là có trình độ với nhau hết, mà người nói tiếng Anh, kẻ nói tiếng Pháp mà không biết lẫn nhau là cũng không hiểu, không được. Con chim á, nó làm sao có kiến thức giống như con người, cái ngôn ngữ tiếng Việt làm sao nó hiểu được. Mấy anh Mỹ mà qua học tiếng Việt mà mới học vài ba năm á, nghe mình nói cái dấu hổ, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc nó còn không hiểu mà. Còn á, là người Mỹ nó không phát âm được những cái giọng đó, nó nói mình nghe còn không được.
sao mà con người nói con chim nghe được, vô lý. Làm cái đó chi cho nó mất thời giờ, không cần thiết. Ta chỉ nhẩm bằng cái tầng sống tâm thôi, ta truyền cái năng lượng từ bi mà người đó không hiểu được, nhưng cái cách thể hiện của chúng ta nó làm cho nó cảm nhận rằng đây là cái người bạn của nó, đây là cái người mang cho nó sự sống chứ không phải là kẻ thù, những người giặc mắt, như đó là tốt rồi. Nó làm như thế để có phước. Còn ở Ấn Độ đó thì người ta thương các loài động vật, phương Tây cũng như thế, ta cấm ngược đãi súc vật. Ai ngược đãi thì bị bắt bỏ tù đó, bị phạt nặng lắm. Nhưng cái nhu cầu phóng sanh không có, có ai bắt đầu phóng. Kể từ khi cái nhóm hành hương từ Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam sang mang các loài chim và cá qua để phóng sinh thì một số người nghèo đã bắt đầu dân bắt lén để mà bán cho người ta phóng sanh ở các Phật tích. Năm 94 chúng tôi có mặt tại đó, phong tục này qua là không có, nhưng mà gần đây bắt đầu xuất hiện rồi. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là do nhu cầu phóng sinh mà người ta mới bắt, thì những người mà đặt hàng ở tại các khu Phật tích đó là không có phước à. Tại vì người Ấn Độ có làm cái việc đó đâu. Cho nên tùy trường hợp mà phước và tội nó được căn phân, chứ không thể nói chung chung. Bây giờ nếu tất cả đồng loạt không ai mua chim nữa hết thì có ai đâu bắt nữa. Chim thì nó sống theo mùa. Mùa đó thì nó còn có cái khí hậu và cái thổ nhưỡng đó. Cho nên các chim én đó đôi lúc nó di cư thành từng đàn, chim sẻ cũng di cư từng đàn. Đồng Nai là cái nơi mà phần lớn các đàn chim nó hội tụ về, vì do cái phong thổ đặc biệt sau đó. Cho nên ta dân bắt ở Đồng Nai là chính, sau đó đem xuống Sài Gòn bán. Bán mình thả xong thì các con chim nó định hướng về Đồng Nai để tiếp tục. Rồi tiếp tục đó là bị bắt. Cứ như thế, được bắt xong là thả, thả xong là bắt. Người phóng sanh thì được phước, người vừa bắt thì bị tội. Bây giờ ta tất cả đồng loạt mà không làm việc như thế nữa thì có ai đâu mà làm việc bắt nữa. Thất nghiệp. Mấy vị mà bán chim ở trước chùa Giác Ngộ á, mỗi lần chúng tôi đi ra nói là thầy ơi, mua chim phóng sanh thì tốt lắm. Chúng tôi nói với mấy bà đó như thế này, tốt nhất là tôi giúp cho bà phóng sanh cái nghiệp bán chim. Bà có chịu không? Nói, nếu mà tôi không bán nữa làm sao thầy có cơ hội tụng kinh cho những người làm phúc. Tôi đâu có cần tụng kinh đâu, tại mấy bà bán tôi phải bắt rất dễ tụng kinh thôi. Cho nên tốt nhất là tìm một cái nghề khác để mình khỏi phải gieo nghiệp. Cái tiền mà mình bán con chim á, lời được nghe có ngàn đồng. Mà bán 1.000 con chim á, là mình á, là gieo cái nghiệp mà tổn hại sức khỏe mạng sống đến 1.000 đơn vị sự sống. Thì lỗ lá vô cùng nếu nói về kinh tế. Người phóng sanh là được phúc mà người bán thì tội quá. Làm đó để làm cái gì? Mà nhiều người không có sáng suốt để nhận ra, cứ thấy cái lợi trước mắt thôi. Rồi cứ tiếp tục đi mua thì ta mới dâng. Giờ là bán thì có nhiều người ta động lòng ta phải thả vậy thôi. Nó là một cái quy trình kéo theo dương khởi ta. Cho nên lời nói của vị giảng sư mà chú vừa đưa ra đó, nó không phải là quá đáng. Nói theo cái kiểu để cho ta đừng ai bắt nữa, thì thế giới các loài động vật nó sẽ được bình an ha. Và Việt Nam nó sẽ đến cái giai đoạn giống như phương Tây, là cấm ngược đãi gia súc và các loài động vật, để cho các loài này nó theo cái tiến trình nó sanh già bệnh chết tự nhiên, chứ không phải là vì người ta bắt giết thịt nữa. Có được như thế nó là cái công bằng và sự sống. Tuy nhiên trong lúc mà cái giai đoạn nó chưa diễn ra thì cái người bắt thì có tội, mà người phóng sinh là có phước. Mà muốn có phước tốt là phóng liền ngay tại chỗ chứ không cần phải đem về chùa. Thời gian thì nó hết rồi, câu hỏi thì còn nhiều, thôi xin kết thúc tại đây. Mong mọi quý vị thông cảm.